Chào cả nhà trở lại. Giảm nghiệp chướng bằng cách nào? Khi thời vận kém, vận khí suy, tâm đã không thông, có những việc rất đơn giản nhưng làm mãi không thông, bị rất nhiều chướng ngại ngăn che. Tất thảy việc ấy là do đâu? Trong kinh Bát Đại Nhân Giác có nói về tứ ma: ngũ ấm ma, phiền não ma, thiên ma và tử ma. Bốn con ma này, hai con bên trong, hai con bên ngoài vẫn chưa đủ, còn vô số chướng ngại khác. Hai chướng ngại lớn nhất chính là nghiệp chướng và oán gia. Nghiệp chướng là những nghiệp ta đã tạo, chúng đã ngăn che chính ta. Giả dụ ta có thói quen thích ăn khuya, lâu ngày không kiểm soát món ăn gây tổn hại đến cơ thể, mà khuya là đói không chặn được cơn thèm. Chúng gây trở ngại khiến ta không dậy sớm, chúng phát sinh thêm bệnh làm thân ta nhược, thân đã nhược, tâm khó tịnh, sự nghiệp khó thành tựu. Nói về nghiệp, sự là việc làm, nghiệp là kết quả, hay nói tác nghiệp, tốt nghiệp, đồng nghiệp, sự nghiệp, thất nghiệp. Danh từ nghiệp vốn không xấu không tốt, do không hiểu nên xem nó là từ nhạy cảm, hay dùng cho số phận kém. Ví dụ có người nói, nghiệp tôi thế này tôi phải chịu. Ban đầu mình tạo nghiệp, sau đó nghiệp dẫn mình. Nghiệp là những hành động lâu ngày, làm lâu ngày sẽ tích lũy nghiệp. Tích lũy là nhân, chỗ quả là báo. Nhân thiện sẽ quả báo sẽ thiện. Đời này hoặc hiện tại vận khí kém, việc nhỏ việc to làm mãi không xong, tức trong quá khứ đã tích lũy nhiều nghiệp bất thiện, hiện tại quả gây chướng ngại. Giảm nghiệp bất thiện không gì thực tế bằng tu 10 nghiệp thiện, giảm đi được nghiệp chướng trong quá khứ. Vậy chướng do oán gia làm sao tiêu trừ? Giảm chướng cho oán gia bằng cách nào? Vận khí kém, vô vàn chướng ngại, do nghiệp chướng mình tự gây, do oán gia trái chủ ngăn ngại. Sám hối là bước đầu giảm chướng từ oán gia, từ bên ngoài. Tu 10 nghiệp thiện là giảm nghiệp chướng từ bên trong. Giả dụ trước đây ta đã vô tình gây oán với hàng xóm mà không hay. Khi phát sinh sự việc trong khu phố, họ quay lưng không giúp. Một hôm mang ít trái cây qua biếu và nói, trước đây em lỡ gây phiền hà gì, em không cố ý, xin anh chị mở lòng. Chư vị gặp người rộng lượng họ sẽ cho qua, gặp được hàng xóm rộng lượng tức vận khí ta tốt dần, không còn nhiều ma chướng. Cũng như thế, khi ta phát nguyện thành tâm sám hối, những chúng sinh ta đã vô tình gây tổn hại, họ nghe lời khấn nguyện, họ sẵn lòng cho qua, không còn theo ta quấy nhiễu. Lại có người bảo, tôi sống thiện, làm gì có oán với ai? Nhân có gần, có xa, nhân gần ta thấy, nhân xa xôi ta không thấy biết. Giả dụ ta biết được ngôi nhà của ta sống, ta xây khi nào, nhưng mảnh đất 100-200 năm trước đây ta không hề biết. Bản thân ta cũng vậy, ta không thấy biết nghiệp quả đời trước của ta đã gây oán với ai. Nên nói, không duyên không nợ không thể kết giao, dù thuận hay nghịch duyên đi chăng nữa, tức đã có nhân duyên trước đó. Vì vậy sám hối xin họ buông xả những oán giận cũ, có như thế mới mong thuận lợi trên đường đời. Thay đổi vận khí tốt hơn không gì bằng trước sám sau tu. Con xin tất thảy chúng sinh, con đã vô tình hay cố ý tổn hại chư vị, xin chư vị rộng lòng bỏ qua, tìm đường về thế giới quang minh, tìm đường về phương Tây cực lạc, không còn theo con trong vòng luân hồi nữa. Nay con phát nguyện làm lành hồi hướng đến chư vị, xin chư Phật Bồ Tát gia hộ. Đây là văn tự sám hối đơn giản khải toàn khuyến nghị. Ta với ai, ở đâu, việc gì? Trong cuộc sống, khi sám hối, cầu xin hay làm việc gì, hiểu ý nghĩa, làm với tâm thành, việc sẽ hanh thông. Mục đích của sám hối khiến ta biết nhận lỗi. Sám hối xin oán gia không còn theo ta quấy nhiễu, giảm đi chướng ngại. Sau đó ta tìm pháp môn tu hành. Tu hành là lấy đời sống hành vi hàng ngày ra sửa đổi. Nên nói trước sám sau tu, ý là bạn phải nhận ra lỗi lầm của mình, xin người khác lượng thứ.
sau là trong tâm biết sửa đổi. Có như thế mới không tái phạm lỗi cũ, không tạo thêm oán mới, thuận lợi trên bước đường tu học. Tuy nhiên, nếu tự sửa đổi sẽ khó thông, không có pháp môn, không có phương hướng. Ví như không có la bàn, không xác định được phương hướng. Hãy chọn cho mình một pháp môn để hành trì, một pháp môn để sửa đổi, giảm đi nghiệp chướng và oán gia, đoạn ma chướng, gần Bồ Tát. Pháp là phương pháp, môn là cánh cổng. Lục độ hạnh Bồ Tát là pháp môn thực hành, là pháp môn thực tế, mời chư vị tham học. Thay đổi vận khí hay là cải vận không gì bằng tu học. Mỗi khi vận khí kém, sắc thái kém, nhiều chướng ngại, việc đã không thành, thiện tri thức lại rời ta. Tất thảy do đâu? Nhớ lại thời gian trước, cuộc sống khốn khó, không hiểu sao mình quá xui xẻo. Không lý giải sao nhiều người rất giỏi lại không thành công. Nhiều người rất bình thường lại làm ăn phát đạt. Sau này ngộ ra, do mệnh đã định. Mệnh có tiền sẽ có tiền, mệnh không tiền có làm phi pháp cũng không có. Người nghiên cứu tử vi bát tự, những môn đoán được vận mệnh, đoán được họa phúc từ ngày sinh. Nhưng tiếc thay, không nhiều người đặt câu hỏi, mệnh từ đâu có, họa phúc từ đâu sinh. Họ đa phần đi tìm đáp án, dùng phong thủy để thay đổi số mệnh. Không khéo, bị vòng luẩn quẩn của ngũ hành kéo vào đường dữ. Số mệnh là có, phong thủy giúp môi trường tốt hơn là có, nhưng có sự hạn chế, vì tất thảy chịu sự ảnh hưởng bởi nhân quả, bởi âm dương. Người muốn thoát khỏi vận khí kém, muốn hành thông, muốn được may mắn, được thêm nhiều phước, Khải Toàn chân thành khuyên, bước đầu là sám hối. Bước thứ hai là tu từ bi. Từ bi là khéo giữ khẩu nghiệp. Bước thứ ba là khéo giữ ý nghiệp, không nói lỗi người. Chỉ cần ba pháp môn trên, trong 3 năm chư vị hoàn toàn thay đổi vận khí, chiến thắng ma chướng, chiến thắng con ma bên ngoài lẫn con ma bên trong, tự mình đổi vận bằng pháp môn nhân quả. Khải Toàn cảm ơn cả nhà đã xem, chúc cả nhà tâm thân an lạc.